Hôm nay mình sẽ chia sẻ món mì tôm xào cho các bé. Trước tiên là mình sẽ trần mì tôm với nước nóng khoảng 2 phút cho mì tôm lở ra, sau đó mình vớt ra để mình xào nhé. Sau khi được 2 phút này, bắt đầu mì nó mềm ra rồi. Các bạn vớt mì ra nhé và đổ cái nước này đi. Đổ cái nước mì đi rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mì tôm xào cho các bé thì thường có trứng và xúc xích nhé. Đập cho mình một quả trứng vào. Thêm chút gia vị này, lấy luôn gói gia vị mì tôm nhé. Có thể là cho vào sau cũng được, mình phải trộn luôn như này cũng được. Giờ mình sẽ tiến hành xào nhé. Để tiến hành xào thì vì là trẻ em không ăn được nhiều rau thơm gia vị, cho nên mình chỉ cần cho chút dầu ăn này và xúc xích này, thái nhỏ này. Và chúng ta tiến hành chúng ta xào cùng với mì và trứng luôn. Rồi, bây giờ các bạn cho mì, trứng vào, chúng ta xào. Món này bé nhỏ rất là thích ăn, cho nên mình muốn chia sẻ. Những hôm mà các cháu vừa ăn thì chúng ta làm món này nhé. Khi mà trứng chúng ta trộn lẫn mì này thì cái màu mì trứng nó hòa quyện vào nhau nhìn rất là ngon. Chúng ta chỉ cần xào vào khô ạ và nó săn lên là được. Và cái gia vị này nó ngấm hoàn toàn rồi. Bé nhỏ rất là thích ăn cái món mì xào như này nhá. Sợi mì nó không bị khô quá, ngấm gia vị thơm ngon, thêm cái trứng nhé. Nên nếm gia vị rồi tắt bếp nhé. Rất là ngon. Bạn thấy này, mì tôm săn lại này. Suất ăn sáng của các bé nhỏ ấy. Mà những hôm mà các cháu không thích ăn thì chúng ta làm những cái món là đúng theo sở thích. Trứng xúc xích thì bé là cũng thích rồi, lại thêm mì tôm nữa. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta hãy làm món này nhé. Mình thì đây là chị làm cho bé nhỏ ăn sáng, những hôm mà cháu không muốn ăn sáng. Rồi mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.